các người giàu chơi blog phút. Bác ơi, bác cho cháu random một trái ác quỷ đi ạ. À. Gì chứ, cái loại đến cái skin còn không mua nổi, nói gì đến việc bỏ tiền ra random trái ác quỷ. Ta đây không cho mấy đứa nghèo random. Nhưng bác ơi, con có tiền mà. Đừng có bốc phét cho ta xem số tiền trong tài khoản mày đi. Dạ, tôi sẽ cho ngài random ạ. Bác ơi, bác hôm nay bác bán trái ác quỷ gì ạ? À? Ta bán rất nhiều trái ác quỷ. Vậy có trái báo đốm không bác? Không có. Cháu muốn mua trái báo đốm. Ta đã bảo là không có. Cháu mua bằng Robux. Có, tôi có bán. Mình chưa có cái áo choàng đen. Hôm nay mình nhất quyết sẽ sở hữu được nó. À thế à? Mày ngon mày nhào vô. Má có quận què gì vậy ta? Mình nhớ mình đang nói chuyện với thằng Bacon mà sao giờ mình lại ở đây? Mà sao mình lại được sinh ra trong Blockfruit? Ngày nào đều dặn cứ 30 phút lại xuất hiện để bị đấm sờ mờ lờ mà đéo được trả đồng nào. Đủ má, sao đời mình nó đen thế? Vợ con còn chưa có mà lại bán mình cho tư bản. Nhưng không sao, mình đang có 30 phút để xuất hiện trở lại, bây giờ cứ nghĩ. Chưa có áo choàng thôi bỏ ra 50 Robux triệu hồi nó lại vậy. Được rồi, nên cơ hội được hồi sinh mình sẽ đấm chết mẹ nó. Má mới sàng gặp cái thằng sụp vật đã nhai dầu rồi còn mạnh nữa. Chưa kịp làm gì đã chết rồi. Chắc lần này mình không cho nó áo choàng thì nó cũng chán mà bỏ đi thôi. Chứ không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Chưa ra, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi con chó.